Rồi, hello, chào anh em. Nay em về được ít đồ anh em. Đồ bắt đầu khăn lại nữa rồi. Đồ mắc quá trời. Nay em về được có con cưa chuột đó thì em lên lại ha. Có anh khách anh yêu cầu lên clip lại cho anh xem con đó là được anh chốt. Em về được con mài hai đá. Con mài hai đá lớn thì em mới về, con mài nhỏ thì em bị bể gạch ha. Khách bỏ cọc. Cái lô hôm trước em còn hai cùng lô ha. Còn Eto em cũng lên lại, con Eto cũng bị bể gạch này. Nay em về được con mài lưỡi bào này. Ba con bắn dít này. Bữa mấy anh dành bắn dít gì mà nó dốt cho anh rồi anh mua lại giá cao hơn gì tùm lum. Em nói thôi em bán rồi, để là clip sau em ráng kiếm cho mấy anh được ba con bắn dít nè. Em lên ba con bắn dít thì cho mấy anh tha hồ mà lựa ha. Đó, em có một con khoan vừa đục ha, của Hitachi như mới luôn anh em. Con đục bê tông này cũng đẹp ha, cưa vàng. Có mấy con máy mài với con hút thổi bụi nè. Con này có chế độ auto nha anh em, với lại được con mớ bù lông. Hôm trước em có lên hai con bù lông 1/2 ha, thì vừa lên là anh kia anh chốt, nên là mấy anh sao thì mua không được. Rồi clip này em sẽ bữa em đi săn bù lon cho anh em. Anh em hỏi quá trực, có bữa có anh nào hỏi bù lon 3/4 á, anh em về được 4 con luôn, 4 con 3/4 ha, chỉ 4 con 1/2. Thôi vô clip đi, em đợi tí em chỉnh cái điện thoại nha. Vô clip. Mọi đồ giá cao lắm anh em ơi, chán dữ lắm. Hàng này bắt đầu khan lại nữa rồi. Bữa nó cho mua ở trong cảng, mua vô chụp chụp hình mấy ông trong cảng chụp hình bán hàng trên mặt ha. Này nó cấm luôn, không cho bán nữa, bắt đầu hàng khan lại nữa rồi. Hồi nay em có tin con mài hai đá lớn đó ha, nay lên nữa. Giá này mua không nổi, ơi chán lắm. Thôi nói về nhiều anh em mà hiểu thì mình thông cảm, mình thì mình vui ha. Còn có nhiều anh em thì nói ôi thôi thằng này nói vậy chứ có đâu, đồ giống đồ mua ký bán con gì đó mà nhiều người suy nghĩ mắc cười. Cứ hỏi đồ bãi là cứ nghĩ là mua ký bán con. Mau giàu lắm anh em, mua ký bán con là mau giàu lắm á. Đây em lúc trước em kết thúc mã 69 ha, clip này em bắt đầu bằng mã 70. 70 thì em sẽ bán đồ hơi trước ha. Đây em về được hai con bù lon 1/2 của Kuken ha, hai con siêu đẹp, hai con màu xanh lá này. Cái này á là cái áo này là áo nhựa thôi nha nè, áo nhựa nó nằm bên ngoài thôi ha, nó làm cho đẹp thôi, chứ con này là vẫn lòng nhôm. Con này có 6 cấp chỉnh lực, ủa lộn, 5 cấp chỉnh lực, 5 cấp chỉnh lực anh em ha. Đây 5 cấp chỉnh lực ha, 5 cấp chỉnh lực. Con này là của Kuken ha. Đây Kuken ha, KW1600 Broit. Đây nhãn hiệu Kuken, made in Japan anh em ha, made in Japan. Con này có đảo chiều, có 5 cấp chỉnh lực, đầu 1/2 ha. Lực của con này á, nếu anh em xài bình bình gia dụng thôi á, mình ở gia đình á, thì lực của nó tầm 350 N ha. Rồi nếu mà anh em xài bình lớn á, bình áp 9kg á, thì con này nó lên đến hơn 400 N. Con này nó nhỏ gọn ha, anh em so sánh nha. Giữa con 1/2 của con 1/2 này với con này á, nó cũng là Kuken nhưng mà sát con này nhỏ ha. Con này là siêu gọn nhẹ, cho anh em nào sửa xe ông đao hoặc anh em xài gia đình thôi. Mà nó chạy cực kỳ mạnh nha. Má cầm không nổi nè, búa nó rộng ghê quá. Đây đảo chiều ha, đảo chiều đây nha anh em. Đây, như xì bò. Đây số 1 nè. Thôi đi, bình hơi nó nhỏ, em chỉ test vậy thôi. Hai con này giống nhau ha, em chỉ giới thiệu chung ha. Chạy như si bo đảo chiều đây ha. Đó.
cửa xe mở bánh tay ga được luôn nha anh em. Nếu mà bình anh em khoảng 8 kg đổ lên á, áp 8 kg đổ lên là sửa theo tay ga ok luôn ha. Mở bánh tay ga ok luôn. Được cái nó nhỏ gọn nè. Nhỏ gọn nằm trong tầm tay luôn ha. Kuken Kawi 1600. Thương hiệu ProX. Này là phiên bản ProX. Còn thằng này là 14. Có lúc trước em có lên một con Kawi cũng 1600 này nhưng mà nó không có ProX. ProX này nó làm kiểu giống như model vậy, nó làm đẹp. Đây. Con này thì để anh em hai con nha luôn ha. Để anh em 700. Mã 71. 700 luôn. Hai con này bằng giá ha. Như nhau anh em. Đây. Đó. Như nhau luôn ha. Made in Japan hết nha anh em. Con này mã của nó là RN1152. Con này là R30640. Cái đó là cái gì ta? Nhưng giống như cái mã giặt vậy nè. Này mã 70 ha. 70, 700 ngàn. Con này 71. Con này nay giá nó mềm mượn nha anh em. Chứ lúc trước là con này là 900 ngàn không. Không có giá 700. Rồi hai con bằng giá ha, mã 70 71 700 ngàn, đọc 1/2 ha. Lực em nhắc lại ha, lực của nó nếu mà anh em xài bình gia đình á, bình 7 kg á thì lực của nó là 350 Newton ha. Bình càng lớn lực nó có nó càng lớn ha. Lực của nó mắc lực của nó là phải 420 Newton nếu mà anh em xài bình lớn. Rồi con tiếp theo là cũng là Kuken ha, nhưng mà con này sắt lớn. Con này là Kawi 14HB, mã là 625578. Con này 6 số chỉnh lực ha. Con này 6 số chỉnh lực. Đó, đảo chiều. Đầu 1/2 ha. Hiệu Kuken Made in Japan. Như xì bò. Đảo chiều đây ha. Số 1 nè. À, em chỉnh xuống để cho anh em thấy là nó còn tác dụng của cái số thôi. Chứ em không có chạy hết số đâu nha. Hết. Bình em nó nhỏ. Bình em nó vừa nhỏ mà nó vừa mau hết hơi mà nó lên hơi lại chậm. Đây, liền lạc hết nha anh em. Liền lạc hết ha. Không tật lỗi, không bể dở rồi ha. Lực của con này là 450 Newton. Nhưng mà cái con này em có bán cho cái anh đó. Cái anh đó là về anh có cái máy đo luôn. Cái máy đo lực á, thì anh nói á, bình hơi của anh chạy lên đến 530 Newton. Tức là con này nếu mà bình lớn là nó chạy hơn 500 luôn, lực của nó hơn 500 luôn. Nhưng mà thông số của nó là 450 Newton ha. Đầu 1/2 đảo chiều, 6 số chỉnh lực. Con này mã 72. Mã 72, con này giá cũ thôi, 900 ngàn. Giống con hôm trước em lên á, 900. Anh đó anh nói em mới biết đó chứ em chỉ coi thông số cho trên mạng thôi. Anh đó nói là anh có cái máy đo luôn, là anh về anh bắn là lên được tới 530, hơn 530 Newton. Hơn 530 Newton là nó bằng, nó gần bằng con 3/4 và điện luôn nha anh em. Tại con 3/4 điện là nó chỉ có 588 Newton thôi. Đó, lực rất mạnh ha, siêu khủng. Con này nó nặng hơn gấp đôi con nãy luôn nha anh em. Sát lớn ha, hai búa hết nha anh em. Tất cả bù lông Kuken đều là hai búa hết ha. Con này mở bắn tải được luôn chứ. Mở bắn tải được luôn á. Rồi. 72. Con này mã 73. Con này không phải Kuken, con này là của Benzai ha, cũng của Gia Bằng nha anh em. Benzai cũng 6 số điều tốc ha. À, lực con này y như con nãy thôi nhưng mà hiệu khác, cũng của Nhật nha anh em. Đó, liền lạc hết ha, không tật lỗi gì hết, rất đẹp. Rồi test nay em đổi cái đầu cái này nè, đổi cái đầu của Nhật, mới lượm được cái đầu của Nhật gắn vô xài ngon. Đảo chiều
hoàn hảo này hoa. Giờ chỉ sắp hết hơi rồi đó. Còn được miếng. Rồi, con này cũng vậy thôi. Mã 73. Đầu 1/2 nha anh em. 900.000 luôn. Hôm qua em thấy cái ông kia ông đăng trên Facebook con này. Đây con này nè. 2,5 triệu, đầu 3/4. Má ơi, bán mắc dữ. 2,5 triệu. Mà nhiều người đi lấy hàng bãi không nắm giá, bị chủ bãi người ta kêu giá cao thì người ta bán giá cao. Người ta không biết làm sao như đó, người ta không bán hàng này. Chứ con này nếu mà chủ bãi mà so sánh giá mới, bây giờ người ta nâng giá lên. Con này cả 10 triệu luôn anh, hàng mới á. Ghê. Đầu 3/4 là hàng Kuken là cả 10 triệu con á. Bây giờ chủ bãi nhiều người ghê lắm. Sạch giá mới ra xong thấy thấy thợ nào mà đó giờ chưa làm đồng hơi á. Múa lửa. Nói vụ hàng này mới 10 triệu lận. Rồi bán anh 2 triệu thôi, về bán 4 triệu. Nghe thơm. Về thử chạy phone phone phải đăng lên bán 2,5 triệu. Tại giờ tao chửi quá trời. Rồi. Đây tới con này đi. Nói con này thôi, tới con này đi. Con này 2,000 hả? Con này 2,000. Rồi, tới con này đi. Con này là cũng Kuken ha, made in da băng đây. Da băng anh em ha. Đầu 3/4 nha anh em. Tất cả những con bù lông em bán là đầu không rơ lắc gì hết ha. Còn nó chạy tới chạy lui này là nó phải có nha anh em. Đó, nó chạy tới chạy lui là phải có, tại vì này nó là bằng bạc thôi. Đó, cái này cái đầu này đầu sống cho nên là nó phải chạy tới chạy lui vậy nó mới hoạt động được nha. Còn rơ là không có ha. Đây là con bù lông hơi Kuken ha, mã là Kawi 2,000. Cái mã vạch của nó là B60013. Con này 4 số chinh lực thôi, 4 số chinh lực ha. Lực con này là 650 newton. Đúng rồi, 650 newton. Nhưng mà nếu mà theo cái anh mà anh có cái máy đo thì con này nếu mà bình hơi lớn thì chắc sẽ lực nó sẽ cao hơn 650 newton. Nếu mà bình hơi mà áp 9 kg đổ lên chắc nó tầm phải ngoài 700. Rồi test máy đi. Như si bò. Rồi đảo chiều đây nha em. Tiếng búa này kìa. Ui da. Động hoàn hảo nha em. Rồi thử số 1 cái coi. Nó yếu lại ha. Con này chạy ghê như si bò. 650 newton ha. Bình hơi lớn nó sẽ ấy hơn. Con này bữa cái lô này em mua được giá rẻ ha. Em sẽ để cho anh em giá mềm thôi. Mã 74. 74. Con này không ai bán dưới giá 1,5 triệu đâu nha nè. 3/4 này là không ai bán dưới giá 1,5 triệu đâu ha. Con này em để này 1,3 triệu thôi. Bao rẻ luôn nha em bao hết là nguyên lô này là nguyên zin hết nha. Tại vì á lô hơi này á, đây để em nói cho anh em nghe, có nhiều người người ta bán rẻ hơn em ha, có thể là người ta mua mù, còn em là đồ hơi này em mua tại bãi là thử em mới mua, sống em mới mua ha. Tức là em muốn bán nguyên zin 100%, không cần phải mở ốc ra mà làm gì hết á. Tại em quan niệm đồ hơi này là phải zin. Chứ còn mà đồ hơi này mà về anh em chế cháo lù bi vọng đồ vô rồi vệ sinh rồi thay ba cái phíp. Tại trong này nó có mấy cái lá phíp để nó đảo chiều á, nó mà thay mấy cái đó rồi thôi. Đâu chơi làm gì nữa. Hàng em là nguyên zin 100% ha. Nguyên zin 100%, chưa làm gì hết. Đó, quá đẹp luôn. Nó con này mới 10 triệu, không biết cái trong đây nó đâu có cái gì đâu mà nó mắc dữ. 74, 1,3 triệu thôi, đầu 3/4 nha anh em. Có 4 con hồi nãy là 1/2 ha, còn 4 con này là 3/4 hết ha. Đó, cái đầu của nó không mòn không gì hết ha. 1,3 triệu. Rồi tới hai con này.
Hai con này thì nó cũng là cao nguyên 2000 ha, nhưng mà được, nó con cái là cốt nó dài thôi, cốt nó dài ra. Đó, con này thì cốt nó ngắn vô đây ha, con này cốt nó dài ra. Hai con này giống nhau ha. Đây, Kuken ha, KW 2000. Con này là MLD0016 ha, 4 số. À, con này 4 số ha, da băng nha nè, đó, da băng hết ha. Đầu 3/4, đảo chiều, 4 số chỉnh lực. Hai con này giống nhau ha. Con này được còn có cái tem ở đây, không biết tem gì. Đó, liền lạc hết, đầu dài. Em cũng bán bằng giá thôi, tùy công việc của anh em thôi. Nhiều khi không anh em cần đầu dài, còn nhiều anh em cần đầu ngắn ha. À, em test máng ha, hai con này bán máng cũng bán bằng giá con kia. Lực cũng 650 N ha. Đảo chiều đây anh em. Cũng như số 1 ha. À, nó yếu hơn ha. Bố giọng răng răng, cái bình hơi em hết hơi rồi đó, mà vẫn chạy vậy đó. Số 4 ha, chỉnh như số 1. Sắp hết hơi rồi nè. Đảo chiều đây ha. Rồi. Không biết còn đủ hơi để thử con kia không. Cái này mã 75-76, con này 75, con này 76 đi. Còn 75 thì không có cái tem. 1.3 triệu ha. Mã 76 cũng 1.3 triệu. Con này trước em có bán cho cái anh kia hai con, 1.7 triệu một con. À, giờ anh coi cái clip này anh chửi chết luôn. Ra sao trước bán mắc giờ bán rẻ. Rồi cái lô này em mua rẻ thôi. Lô này em mua của một cái bãi ở dưới quê. À, người ta không có biết, không có biết giá trị của ba hàng này. 75 1.3 triệu ha. 76 cũng 1.3 triệu ha. Còn lại cái tem nha nè, đó là mã 76 ha. Rồi, 650 N. Đây, còn một con hơi cuối cùng. Ây da. Con này cũng đầu 3/4 ha, nhưng mà con này sát lớn. Con này KW 2500. Lực con này là trên 850 N ha. 850 N con này, cũng 4 số chỉnh lực ha. Nó giống cái hồi nãy thôi, nhưng mà con này là 2500 rồi. KW 2500, lực con này lớn hơn ha. Đó. Con này con cá là cái đầu này nè, lớn chắc người ta đúc vô gầm hay gì đó, người ta dặn thì nó bị chạy nhiều, nhưng chả ảnh hưởng gì nha nè. Chả ảnh hưởng gì chỉ bị chạy thôi. Cái mình của nó còn rất đẹp, chỉ có cái đầu này nó hơi chạy thôi. Giờ chắc là đúc vô cái lúc người ta dặn á, nó giặt á, nó trúng vô đầu mình đây. Cho nên là nó chạy. Đảo chiều ha, 4 số chỉnh lực, đầu 3/4. Lực con này là 800 N. Mà bình lớn á, con này á, mà bình mà áp 11 kg là 850 N luôn ha. Rồi test máy, bình hơi em hết hơi rồi nha anh em. Cho nên là chạy anh em đừng nói sao nó chạy yếu vậy nha. Đó, hết hơi rồi. Chỉnh số 1 rồi. Nó chạy không nổi luôn, hết hơi rồi. Số 4 nó chạy không nổi. Rồi, chạy không nổi luôn rồi. Vẫn còn chạy ha. Nó còn có 2 kg à. 2 kg mà vẫn chạy. Đây, hết hơi luôn. Do bình hơi em hết rồi nha anh em. Anh em nào mà nói mà sợ nó chạy không nổi gì thì gọi Zalo cho em bơm hơi lên rồi em test cho anh em xem chạy như siêu bo, chạy mạnh hơn mấy con hồi nãy. Đây, con này em chỉ xin thêm 100.000 thôi. Mã 77. Con này 1.4 triệu ha. Mã 77 1.4 triệu. À, lực con này là anh em chơi xe tải là vô tư luôn. Lực 850 N. Anh em lưu ý ha, không phải cái con mà 850 N mà anh em để vô cái bình hơi nào anh em chạy cũng được ha. Em nói thí dụ
nhiều anh em thắc mắc cái chuyện này ha. Em cũng nói luôn em, nó thí dụ con này, nếu anh em xài bình nhỏ thì con này sẽ mạnh hơn, tại vì con bình nhỏ con này chạy đâu nổi đó, mà nhưng mà con những con nhỏ như vậy nó sẽ nhẹ ga hơn đó, cho nên là nó chạy sẽ mạnh hơn con này, mà đưa vô bình lớn thì con này chạy sấm sét. Nói chung á là anh em phải có cái bình hơi nó phù hợp với lại cái máy, những cái máy mà 3/4 như vậy nè thì áp bèo nhất cũng phải 9 kg, áp bèo nhất là 9 kg, hình như bình mà mắt tóc của nó, mắt của nó là 11 kg, 11 kg là chạy con 3/4 này với con 1 inch luôn á. Chạy con 77,4 triệu nha. Đây tiếp theo là ba con máy mài đi, ba con máy mài, con này như mới luôn này, phải nói là như mới luôn, ghê thật chứ, một con máy mài mới như mới. Ai tiếp đầu điện đi, để ghim điện vô. Con tiếp theo mã 77 78. 7 18. Đây là con máy mài Boss. À, mã của nó là GVS-6/100 ha. 6/100. Con này có 1 2 3 4 5 6 số, 6 số điều tốc ha. 6 số điều tốc. Con này là 670W, điện 100V ha, thằng bảy Nhật 670W. 11.000 vòng. Con này made in Malaysia nè, sản xuất tại Malaysia ha. Hàng của Đức, sản xuất tại Malaysia, xuất Nhật. 670W, 11.000 vòng. Cốt 10 đá 100 ha. Con này nguyên zin ha. Cái chỗ này anh em thấy nó có cái màu khác ha. Đó, chỗ này màu sẫm, rồi chỗ này màu tươi ha. Do chỗ này nó có cái tem. Có cái tem mà nó rách em lột ra cho nên là cái màu này nó tươi hơn. Ở đây cũng có cái tem nè. Đó, chứ máy thì móc thì nguyên zin hết á. Ruột gan nó than zin nó còn luôn á. Ổ rớt nó không mòn. Đó. Nhiều anh em nói con mày nó cũ thì tại do cái màu thôi. Cái màu này nó bị sẫm á. Nhông là em bao không mòn không gì hết ha. À, 6 số điều tốc. Anh em nào vào việc cần điều tốc đó, thì chơi em này ha. Đây con này nay em để anh em 600 thôi. 600. Con này bị gạch 3 lần. Kinh khủng thiệt chứ. Con còn máy bị gạch 3 lần. 600. Mã 78 ha. 600. Mã 79 là một con máy mài Makita ha. Con này em có tặng cho anh em một cái bánh cước. Đây, bánh cước của Nhật nha. Bánh cước của Nhật luôn nha anh em. Đó. Nó rất là nặng mà nó rất là dày nha. Đó, con này tặng cho anh em có bánh cước. Đây, Makita, mã là GA4032 ha. Điện 100V ha, 720W, 9000 vòng. 720W, 9000 vòng. Cốt 10 đá 100 ha. Nguyên zin hết ha, tán zin, gạch te zin ha. Đó. Rồi test máy. Con này thì không có điều tốc nha này. Em vô bờ luôn ha. Nãy giờ quên gắn cái mic vô ta. À chán thiệt chứ. Cái mic vô nè. Thằng để em dừng clip em gắn cái mic vô. Alo alo.
Nãy giờ quên gắn mic anh em, lỡ rồi. Mấy cái món kia anh em chịu khó nghe dùm ra, chắc nó nhỏ quên gắn mic. Thôi em nhắc lại con này ha, con này là Makita GA4032 ha, 100V 720W 9000 dòng, cốt 10 đá 100 ha, tặng cho anh em theo cái bánh thước. Rồi chạy là chạy rồi. Rồi con này mã 79, con này để anh em 500 ha. Mã 79 500. Tự nhiên quên gắn mic, chán thiệt chứ, đầu óc người sao. Rồi tiếp theo là một con mài Makita GA4031 ha. Con này 4032, con này 4031. Con này cũng điện 100V ha, 720W. Con này 12.000 dòng. Con này là như mới luôn anh em ha. Cũng nguyên zin 100%, nhưng mà con này được cái là như mới luôn. Không còn một vết xước luôn. Ghê thì chứ, nó mới lạnh lùng. Rồi test máy. Im ru mà ru ha. Mới lạnh lùng xương khói, lâu lâu mới được một con. Mà chú Bảy bây giờ bán là con nào mới thì giá cao nha anh em. Con này mã 80, con này để anh em 550, 550k, chuyển khoản em bao ship. Tám mươi, 550 ha, như mới nha anh em. Đây, tiếp theo đẩy cái này lên chút coi. Nó chán thì chứ, nãy giờ quên gắn mic, không biết anh em nghe không. Quay clip rồi không lẽ giờ bỏ khúc đó. Tiếp theo mã 81 là một con rung nhám Makita ha. Con này cũng như mới anh em ha. Đó, như mới luôn. Quá đẹp. Nguyên zin 100%. Đây là con rung nhám Makita ha. 9036, mã của nó 9036 ha. Điện 100V, 12.000 dòng, 180W, hàng nội địa Nhật nha anh em. 180W ha. Cái bảng này là 9 phân ha, chiều dài là 18 phân. Nó có cái ống thổi bụi đây nè. Đó. Quá đẹp. Nó có cái nút gài chết công tắc đây nha anh em, để cho anh em khỏi bóp khỏi mỗi tay á. Như mới nha anh em. Rồi con này 600, 81 600k. ha. Dít đi. Đây, dít cho anh em đây. Cái con này do em quấn dây mà nó còn dư ra nha anh em. Dây dài quá em quấn vô mà em tính chừa khoảng cách nó còn dư. Đó, dây dài múc chỉ 10m. Con này thì 5m thôi. Mã 82. Bữa có mấy con bắn dít rồi mấy anh quá trời anh hỏi cho nên là nhiều người mua không được ha. Em cũng không nhớ là ai mua không được luôn nha anh em. Nhiều người chốt quá rồi em chốt cái người nào mà chốt trước thôi. Rồi con tiếp theo ha, là một con bắn dít Makita. Đó, con này lý trước em có lên nha, nhưng mà nó màu xanh. Đó, con này thì màu đỏ cam. Makita 6955 ha, điện 100V, 400W. Cái chiều ngược này nó điều tốc từ 0 đến 2600 vòng.
Cái chiều thuận của nó là đều tóc từ 0 đến 3.500 vòng ha. Hàng nội địa Nhật nha anh em. Con này có đèn led ha. Led trợ sáng, nó có led báo nguồn luôn. Đây, led báo nguồn ha. Đây là led trợ sáng ha. À, điều tóc nha anh em. Đảo chiều. Đó, chiều này là chiều thuận nè. Chiều thuận, chiều cái chiều mà nó chạy mạnh á lại là cái chiều mở ra nha anh em. Đó. Chiều mở ra là chạy được 3.500, còn siết vô là được 2.600. Rồi, nguyên dinh 100% ha. Dây nguồn này được 5 mét nha anh em. Đó, có móc treo luôn ha. Có móc treo luôn. Có đèn báo nguồn, đèn trợ sáng. Đây. Con này cũng bán bằng giá thôi. Cũng còn clip trước thôi. Mã 82 700.000. Mã 82 700.000. Makita nha anh em. Mã 82 700. Con này là của Hitachi. Con này thì dây nguồn nó được 10 mét, 10 mét là nha anh em. Hitachi ha. Đây, mã của nó là VWH12VC3, điện 100V ha, 400W, hàng nội địa Nhật nha anh em, 400W, điều tắc từ 0 đến 2.600 vòng. Đó, như con nãy thôi. Có đèn trợ sáng ha. Cái con này nó có cái nút gài chết, gật lên này là nó gài chết, nó không cho cái cò bóp vô sâu á, à, cho nên nó chạy chậm lại. Cho anh em nào cần chạy chậm á, mà mình canh không được á, canh công tắc không được á. Rồi. Đảo chiều ha. Điều tốc là rất mượt nha anh em. Chìm ru bà ru. Có đèn ha. Dây nguồn 10 mét lần nha nè. Dây Makita thì nó được 5 mét thôi, còn Hitachi là nó 10 mét ha. Đó. Rồi, cung 700. Mã 83. 83 700 luôn ha. Dây nguồn được 10 mét. Lên luôn con bắn dít này đi. Còn một con bắn dít nữa. Đây, con này phun thùng ha. Con này phun thùng. Nó có hai mũi dít. Một mũi lục giác với một mũi ba ke nè. Thôi coi như là cái này em không tính tiền đâu nha, coi như bỏ nha. Nó có trong thùng thì em để thôi. Con này dây nguồn cũng 10 mét ha. Hitachi. Có điều con này không có đèn. Con này đời cũ không có đèn. Con này là Hitachi VW12VB 100V, 340W, điều tốc từ 0 đến 3.300 vòng. À, con này nhanh hơn ha. Dây nguồn được 10 mét, có điều được cái là nó có thùng và nó mới. À, dây nguồn của nó 10 mét, không tật lỗi gì hết. Dây này không bán được 200.000 rồi. Điều tốc anh em. Có thắng từ luôn ha. Hai con này không có thắng, con này có thắng rồi. Đảo chiều ha. Rất đẹp nha anh em. Có cái đầu này nó bị trầy thôi. Nhôm này nó bị trầy cái sơn. Cái máy còn cực kỳ đẹp ha. Rồi. Dây nguồn 10 mét, 340W, 3.300 vòng. À, thùng bọng còn như mới luôn này. Hitachi 12VB. Rồi 84. 84. Con này có thùng mà giá nó cao hơn tí nha nè, 750. Chủ bãi không cần biết mày đợi gì, mày sao mà có thùng có mũi dít là giá khác.
nhiều anh em không cần thùng thì lấy hai con kia. Có nhiều anh em ta thích mua thùng để người ta hàng sưu tầm, người ta trưng bày gì đó. Đó thì chơi con này 750 ha. Tiếp theo là một con máy bào. Máy bào Makita. Con này là lưỡi, con này giống hàng chính hãng ha. Anh em search Google anh em sẽ biết. Makita, bào Makita 1911B. Giá mới của nó tê tái người luôn, 6 triệu mấy con này. Cái lưỡi vào của nó là lưỡi 110mm ha, 110mm. Lưỡi thông dụng nha anh em, có mua có hết ha. Bào Makita ha, lưỡi 110mm nè, mã là 1911B, điện 100V, hàng nội địa Nhật ha, 1050W, 16.000 vòng, dây nguồn zin theo máy được 5m ha. Đó, dây này là zin theo máy rất mềm nha, dây Makita cực kỳ mềm. Ngoài hình em nói thì nè, ốc vít 7 màu hết nè, thấy không, rất là mới ha, đế đẹp ha, lưỡi đẹp không mẻ nha nè, lưỡi như mới luôn. Đó, ngoại hình em nó là siêu đẹp. Đó, siêu đẹp luôn ha. Rồi test máy. Sấm sét 16.000 vòng. Rồi, con này mã 85. Để anh em 900. Con mà lưỡi 110 này sẽ mắc hơn con lưỡi 82 nha anh em. 900. Mã 85, 900.000 ha. Đây, tiếp theo là một con hút thổi bụi ha. Con này là đầu này là hút thổi bụi ha, đầu này là thổi bụi. Con này nó có chế độ auto. Để em giới thiệu tí, em sẽ giới thiệu chế độ auto của nó. Con này em bán nhiều rồi, mà con được cái con này như mới rồi anh em. Rất mới ha. Makita 450, điện 100V, hàng nội địa Nhật ha, 520W. 520W nha anh em. Đó. Con này thì công tắc nó có 3 chế độ nè. Anh em thấy chính giữa là nút 0 nè. Mở lên trên là nó chạy. À, còn gạt xuống dưới là chế độ auto ha. Ở đây nó có 2 tốc độ nè. Một chậm, một nhanh. À, bây giờ em sẽ test chế độ chạy trực tiếp trước. Này là đang chạy chế độ chậm nha anh em. Bây giờ bật vô chế độ nhanh nè, là mạnh á. Rồi, bây giờ em sẽ gạt qua chế độ chạy auto. Auto là nó không chạy ha. À, auto là thế nào? Bây giờ con máy này mình sẽ kết hợp với một con máy khác. Máy bất kỳ ha. Em sẽ lấy một con máy thổi khác, em ghim vô cái ổ điện. Đây nó có cái ổ điện nè. Đó, nó có cái ổ điện ha. Ghim vô đây. Xích dẹp nha anh em. Đó, ghim vô. Khóa lại. Đó, đây nó có khóa luôn ha. Khóa lại là nó dính luôn. Thì khi mình chạy con này sẽ chạy theo. Đó, con này tắt, con này sẽ khoảng 3 đến 5 giây sau nó sẽ tắt. Bây giờ em sẽ bóp còi, em nhá cái thôi nha. Đó, chạy 3 giây sau nó tắt ha. Mà anh em thấy á, là khi nó kết hợp với con máy khác nó lại chạy mạnh hơn. Đây anh em để ý nè, 900W. Nếu mà nó chạy bình thường nó chỉ có 520W thôi. Nhưng mà khi ghim vô đây thì nó lại ghim vô đây nó lại 900W. À, con này chạy là nó chạy thôi. Đó. Thì cái chế độ auto này thì để làm gì ha? Chế độ auto này để làm gì?
để mình kết hợp với một con máy khác. Mình con máy nào mà mình cần hút bụi á, mình sẽ đi một cái ống mềm, cái ống ruột gà bó mình trồng vô đây ha, đưa cái ống nó tới cái chỗ mà cần hút bụi á, rồi cái ống này mình dẫn đi đâu mình bỏ cái ống này ra, ống này mình xây ra được ha, đó xây ra, à, mình bỏ ra mình trồng cái ống khác vô đây, trồng cái ống khác vô đây để mình dẫn nó đi đâu để mình muốn cho bụi nó ra chỗ đó đó, đó rồi mình kết hợp với một con máy, thí dụ em nói thí dụ như con nhám băng mà để chà mặt gỗ á, như con đó bụi nhiều ha, thì mình đưa cái ống này vô ngay cái mặt nhám mà chỗ bụi nó ra đó, mình ghim con nhám băng vô đây, ghim con nhám băng vô đây đó, thì con nhám băng chạy, coi như mình mở con nhám băng lên, con nhám băng chạy thì con máy này sẽ chạy, nó sẽ tự động ha, chạy để nó hút cái bụi mà mình xài con nhám băng ra, xong rồi mình tắt thì con này sẽ tắt đó, đó là chế độ auto của nó để mình hút bụi một con máy khác mà mình không cần phải mở con này, con kia chạy thì con này sẽ chạy, con kia tắt con này sẽ tắt. Rồi quen dòng anh em xem ha, rất là đẹp nha nè, con này như mới luôn ha, quá mới luôn. Rồi con này mã 86, con này để anh em 900 ngàn. Ha, mã 86, 900 ngàn. Ơi, à, tới bán con gì đây? Bán con máy đục đi. Này em có hai con máy đục bê tông rồi. Hai con máy đục bê tông. Để cái này để đục. Mà cái này đục thì nó lủng sao ta? Đây, đây là con máy đục bê tông Hitachi ha. Mã của nó là H41SX. À, cái con này, cái dòng này rất là hiếm nha anh em. Cái dòng này cái mà nó cái nước sơn này màu này nè, là hiếm ha. Thường thường cái sơn nó màu bạc. Con này mã SX. Thường thường cái con này là H41SA. Nhưng mà con này là H41SX. Cái màu sơn này nó màu kêu bằng màu gì ta? Màu hột gà. Đó. Khá đẹp nha nè, đặc biệt cái nữa là cái mã này là đầu xài đầu bi ha, đó, nó xài đầu bi chứ nó không có xài chữ U. Đây H41SX ha, điện 100V hàng nội địa Nhật ha, 1050W đó, mũi 17 ly thông dụng ha, đó, con này em bán 100V nhưng mà anh em nào cần lên 22 thì em có hỗ trợ lên 22 ha. Rồi hỗ trợ lên 22, đặc biệt con này nó có một cái mũi này siêu hiếm. Đây anh em thấy nè. À, cái mũi nhọn nó mà giống như cái mũi dao lê nằm trên cái súng AR-15. Mũi này đục là siêu ăn ha. Nó siêu phá luôn, tại cái mũi nó có khía, nó đục ăn hơn là những cái mũi nhọn bình thường. Đó. Xài đầu bi ha. Hiếm lắm nha anh em. Đầu bi là hàng nội địa Nhật hiếm. Rồi nhét mũi vô. Con này nhét mũi vô thì đơn giản thôi. Đó. Đây ha. Anh em để mũi vô xong anh em kéo cái đầu này xuống rồi nó tụt xuống à. Đó. Lấy ra cũng vậy ha. Để ra kéo xuống rồi nó sẽ lấy ra. Đục thử có nó đục không. Đục vừa thôi nha anh em. Đục quá bể nền. Rồi hoạt động ok ha. Con này nguyên zin 100% nha anh em. Chưa con này em về là nó mới như vậy luôn, chứ em chưa đụng chạm chưa gì hết trơn. Dây nguồn zin theo máy 5m ha. Em chưa mở ốc ra luôn á. Nguyên zin 100% ha. À, cái mũi này hiếm nè. Mũi này tính để xài để chơi rồi đó chứ. Mà thôi, bán cho anh em theo máy này đi. Rồi. Con máy này em nhắc lại em bán đi zin 100V ha. Còn nếu anh em nào muốn lên 22 thì thêm tiền ha. Em quấn lên 22. Lên 22 là em sẽ quấn lên 22. Có cân ly tâm, có bảo hành cho anh em. Chứ không phải là em gắn ba cái mạch cản rồi ha. Gắn mạch cản xài không được đâu anh em. Mấy coi đồ mà có thang này gắn mạch cản nó không bền. Rồi con này mã 87.
Con này mã 87. 87. Con này em bán 900. 900k. Lên 22 là thêm tiền nha anh em. Con này lên hơi bị nhiều tiền. 900.000. Mã 87 ha, đục Hitachi. Con này là hai búa nha anh em, giữ nhớt rất tốt. Bởi vậy anh em mà có vô nhớt thì vô ít thôi, vô chừng 7 giọt, năm mấy giọt nhớt thôi. Chừng 7 giọt đến 10 giọt nhớt thôi. Đó, vô là vô trên cái đầu này. Mở cái nắp này ra 4 móc mà. Đây có 4 móc, mở cái nắp này ra. Anh em nhỏ vô khoảng 10 giọt nhớt thôi. Nó giữ nhớt rất là tốt. Hai búa ha. Đầu gài là đầu bi. Đây. 87 900 ngàn. Tôi bán gì đây? Bán bộ này đi. Bộ này là em bị hồi mã thương bơ gạch. Rồi em bán lại ha, hôm trước clip trước em có lên nhưng năm nay em lên lại. Đây là con bù lon điện ha. Bù lon điện Hitachi. Loại này búa dài anh em ha. Mấy những loại khác cái búa nó ngắn vậy thôi, con này búa nó rất là dài. Hitachi ha. Mã là VWH14. Điện 100V, 360W, 2100 vòng. Đầu 1/2 anh em ha. Nó có 5 cái đầu khẩu. À cái thùng này không phải thùng của nó đâu nha anh em. Cái thùng này không phải thùng của nó. Thùng này không phải thùng của nó nhưng mà nó bỏ vô dừa cho nên em để luôn. Tại em mua ở bãi nó có rồi, em lấy rồi em để luôn. Có 5 cái đầu khẩu ha. Đầu này là đầu 19 nè. Đầu 19. Cái này 21. Này của Makita. Này của Makita luôn nè, 21 luôn. Đầu này 24. Cái đầu này 27. 19, hai cái 21, cái 24, cái 27 ha. Đó là 5 cái đầu khẩu. 5 cái đầu khẩu. Con này thì có đảo chiều ha. Con này nguyên zin 100% dây nguồn zin luôn ha. Đó, đảo chiều này anh em bóp ở trên nó chạy chiều khác. Bóp trên là mở ra. Trên ru và ru ha, chạy không củi lửa gì đâu nha nè. Bóp ở dưới là nó siết vô này. Rất là mới nha nè. Có cái điều con cái là cái đầu này nó hơi bị chảy nước sơn thôi. Con này bỏ vô đường nào ta? Có thùng này không phải của nó cho nên là nó hơi chật ba dột chút đó. Nhưng mà nó vừa ha. Anh em nghĩ cái thùng này chắc thùng của con bù lông pin hay gì. À. Quên thùng. Nó vừa thì mình xài thôi. Tại lúc em lấy ở bãi là em thấy nó không giống rồi nhưng mà nó vừa thôi em lấy luôn. Có thùng nó mắc hơn đó chứ. Con này mà 88. 88, em bán lại giá cũ ha. 88 giá 1 triệu. 1 triệu thùng này anh em ha. Mấy cái đầu điếu là hết nhiêu tiền rồi. 88 giá 1 triệu. Con này bị bể gạch. Bữa anh kia anh chốt rồi. À, là mai chuyển khoản. Tới bữa nay luôn không thấy đâu. 88 bù lông điện mỗi giá 1 triệu anh em ha. Rồi tôi bán gì đây? Bán con mài lưỡi bào. Này con này thì em bán cũng nhiều rồi. Đây là con mài lưỡi bào ha. Mài lưỡi bào. Đây là con mài lưỡi bào Makita 9300 ha. Điện 100V. Con này em có thể lên 22 cho anh em nè. Điện 100V, 230W, 3600 vòng. Dùng đá là đá 125mm ha.
đó 125. Bên đây là mài lưỡi bào ha, cứ này anh em có thể chỉnh xay gì nè, xay mà độ xéo anh em cần thiết rồi anh em siết mắt mày lại, xong rồi chỉnh chạy ra chạy vô, chỉnh bằng cái núm này ha. Đó. Núm này là chạy ra chạy vô nè, siết vô thì nó chạy vô, siết ra chạy ra. Bên đây á thì nó gắn đá mỏng để nó rửa lưỡi cưa mà thép gió á. Nhưng mà anh em muốn mà mài lưỡi hợp kim á thì anh em mua thêm cái đá mài hợp kim 125 á, nó 200 mấy á. Anh em nào cần em sẽ mua giúp cho, mua giúp em gắn vô luôn cũng được nữa, thì anh em mài được lưỡi hợp kim luôn. Thì mài được lưỡi hợp kim á là anh em mài dấu sắc dấu quyền á thì anh em chỉnh cái này đó, chỉnh độ xéo vậy nè, anh em mài hết cái dấu sắc xong rồi anh em mài dấu quyền anh em chỉnh này, chỉnh xéo qua để mài dấu quyền. Thì cái cử này mình chỉnh được ha, chỉnh để mài lưỡi cưa gắn đá lưỡi hợp kim vô thì nó mỏng hơn cái này nữa để mình mài được lưỡi hợp kim ha. Con này nguyên zin hết, nước sơn zin nguyên bản ha. Cái này nó nặng 12 kg thôi, nặng 12 kg nha anh em, nhỏ gì chứ mà nặng lắm, gió gan nguyên zin hết nè, dây nguồn mai ta zin theo máy luôn ha, mà im ru và rù nha anh em. Con này lên 22 được, lên mai thêm mấy chục ngàn thôi, chạy không nghe tiếng luôn ha, im ru. Cứ này là cứ mài lưỡi bào nha anh em, bỏ lưỡi bào lên đây nè, đẩy qua đẩy lại, đẩy qua đẩy lại, im ru và rù ha. Rồi em nhắc lại là có anh nào mà muốn mua cái đá mài hợp kim á, thì mua thêm hoặc là nhờ em mua dùm, em mua dùm cho 200, hình như 230, 240 gì quên rồi. Rồi con này mã 89, con này giá 1.800.000, 1.800.000 ha. Nặng 12 kg, nguyên zin hết nè, đá zin, đá bên đây zin luôn, đá màu này là đá zin hết nè, 1.800.000. Này là đá mỏng ha, để mà rửa lưỡi cưa thép gió á, mà giờ đâu có ai xài lưỡi đó nữa, giờ ta xài lưỡi hợp kim không à. Cho nên là anh em nào anh em về mua thêm cái đá mà hợp kim vô, nên thường thường là em sẽ mua luôn để em gắn vô luôn, mà hôm qua em trời mưa quá em không đi được rồi, em lên clip rồi cho nên em để luôn, em cần thì em mua sau. 200 mấy nữa, nặng 12 kg ha, mã 89, 1.800.000. Bán rulo đi, đây em có hai cái rulo mới ken xe ben, một cái là dây cong, một cái là dây màu nâu ha. Cái này thì em bán nhiều rồi, này thì clip trước em bán rất là nhiều, em rất mấy clip trước là em bán nhiều lắm. Cái lô này em cũng nói với anh em là cho em xin thêm 50 ngàn, tại em lấy cao hơn 100 ngàn. Rồi giới thiệu con này trước đi ha, hai con này đều là rulo Hayata made in Japan ha, 30 m, tất cả đều 30 m, 3 x 2.0 ha, 2.0 đủ của Nhật á, là anh em có thể xài được máy hàng điện tử á, xài được máy hàng điện tử nha anh em. Nó có CB chống giật ha, CB chống giật, 3 ổ điện, ổ điện này là nó có nắp đậy hết, có nắp đậy để mà nó chống nước á, có đèn báo ha. Rất đẹp nha anh em, rất là đẹp. Phít này phít 3 chân ha, nếu mà anh em nào muốn xài 2 chân á thì anh em xay nè, nhấn vô một cái rồi anh em xay, xay nó sẽ rút cái chân mát xuống đó, nó còn có 2 chân thôi. 30 m dây là em bao anh em, tất cả rulo em bán em đều bao hết, 30 m dây là không đứt gãy, không chấp giá gì hết ha. Dây này cực kỳ mềm, như cái vỏ cao su ha, da ba Hayata nè, chữ nghĩa cho nên nó còn Hayata nè, 2.0, mặt sau nó này siêu đẹp luôn, nó dây người ta nè, nó có chữ Hayata, mấy chữ nghĩa nó còn đầy đủ hết ha. Rồi kim điện thử, đó vô điện ha anh em, có đèn ha, TV này tắt xuống nè, đó, nó lên,
có đèn ha, và thông mạch đó nha nè. Rồi con này giá cũ thôi, 1550. Clip trước em có xin, thường thường là em bán mấy đợt trước á, thì em bán 1,5 triệu, mà cái lô này em lấy về nó cao hơn 100.000 một cái. Ngày em xin anh em thêm 50.000 thôi, là 1.550.000, chuyển khoản trước em bao ship ha. 1.550.000, con này mã 90. 1.550.000, chuyển khoản trước em bao ship. Cuồng này nó nặng 8 kg nha nè, siêu đẹp luôn. Được cái là cái lô này em lấy rất là đẹp, dây cực kỳ đẹp ha. Siêu đẹp, 1.550.000. Rồi, con này cũng vậy thôi, cuộn nào cũng đẹp hết anh em. Nhưng con này là dây trong, nó cũng là như vậy ha, em không giới thiệu lại. Nó chỉ có một cái là dây này dây trong thôi. Đó, dây trong. Chân này nó hơi xéo, sửa nó lại chút. Rồi, xoay vòng cho anh em xem ha. Quá đẹp luôn nha nè, máy in da băng hết ha. À, 30 mét dây cũng bao không tật lỗi, không đứt gãy gì ha. Rồi, kim điền thử. Ây da, đủ. À, có đèn báo anh em ha. Tắt nè. Đó. Do cái chân mát này nó có điện, có điện, nó gọi là điện gì ta, nó mười mấy vôn thôi, nó có điện, gọi là điện gì á, tại vì trong này nó có bắt cái chân mát vô trong cái CB này nè. Đó, để mà chân mát này mà nó đụng nước là CB này nó nhảy á, cho nên là nó có điện dẫn qua, nhưng mà nó tê tê thôi nè, chân mát này nè, do cái dây mát này nó lòi ra nè, cho nên là nó mới tê em giật mình. Cắt cái chân mát này đi nha anh em. Đó, cái chân mát này anh em không xài thì anh em xoay nó xuống nha, xoay nó xuống. Đó, cho nó không đụng mình. Đó, xoay nó xuống vậy nè, thì đụng nó không còn đụng mình, nó tê. Nó có mười mấy vôn thôi, tại vì cái chân mát này nó có bắt qua CB, miễn cái chân mát đó mà đụng nước là CB nó nhảy. Ờ, cho nên nó chống giật á anh em, thì nó có điện, gọi là điện gì đó, phóng điện gì đó em quên rồi, mười mấy vô nè, hơi tê, chứ còn đụng Euro là không có giật đâu nha anh em. À, không phải là nó bị chạm gì đâu nha, nghe giật nghe ai da cái giật mình, nó là điện bên mát hay bên CB này nó chuyển qua cái chân mát rồi. Còn nếu mà nó chạm là nó sẽ nhảy CB liền, nó sẽ chạm qua mát là nó nhảy CB liền nha anh em. Quá đẹp. Rồi, cuồng này cũng vậy thôi, cũng 1.550.000. Bất kỳ cái rulo nào anh em đụng vô cái chân mát, khi anh em ghim điện nó vẫn tê nha, mà mình có xài tới đâu mà. Có nhiều anh em ta khó chịu, ta mở ra, ta mở cái chân mát ra luôn, bỏ dây mát. 91, 1.550.000. 92 là bán cái gì đây? Bán lên con này đi. Con em nhận cọc hai người nè, người cọc 100.000. Không ai chuyển khoản hết. Em nhắn tin lại người ta nói thôi, người ta đổi ý, người ta không mua nữa, bỏ cọc luôn. Thì con này clip trước em bán 2.2 triệu. Em nhận hai người cọc 100.000 là hết 200.000. Ở clip này em lên lại em sẽ bán cho anh em 2 triệu thôi. Đây là con mài hai đá ha, Mitsubishi. Con này được một cái là cái cổ nó dài anh em. À, cái cổ nó dài thì khi mình mở lòng ra mình mài nó không có bị vướng vô cái thân máy ha. Với lại thân máy này cũng gọn nữa. Con này nặng mười mấy ký ha, 17 kg. Con này là Mitsubishi ha, cái tem này hơi mờ, anh em nhìn hơi kỹ chút anh em mới thấy ha. Do đồ bãi thì nó bị mờ. Con này đá 150 ha, bên đây đá mịn nè, bên này đá thô,
100V ha, con này điện 100V 400W 3600 vòng. Công tắc rút ha, hàng này là hàng công nghiệp, công tắc rút. Nó nguyên zin hết nha anh em. Chỉ bị dính sơn đây thôi nè. Đó, dính sơn một hai chỗ ha, không ảnh hưởng. Nước sơn này sơn zin nguyên bản. Vỏ gang ha. Vỏ gang cử gang. Đá zin theo máy, công tắc zin, dây nguồn zin. Rồi test máy, con này thì êm ru và rù. Em như vậy mà bị bể gạch, mà bể gạch tới 2 lần. Trình ru ha. Rồi con này mã 92, 2 triệu thôi nha anh em. Chỉ đúng giá nó là 2 triệu 2 á. Chuyển khoản đủ em những bao ship ha, mười mấy ký là 17 ký. Em còn cái eto nó em cũng nhận cọc rồi mà ta bỏ cọc rồi, tí em cũng lên bớt nha. 92, 2 triệu ha. Để nói em lên luôn cho. Ai dạ. Ai dạ. Con này nặng 30 kg nha nè. Eto ha, ngàm 150. Hiệu Strandmax ha. Đây anh em thấy nè, cái miệng của nó là cũng khích rịch ha. Răng cỏ nó còn luôn á, răng ở trên cái ngàm này là còn luôn cái răng ở trong này nè. Đó, cái răng trong này là còn luôn nè, còn độ nhám luôn ha. Cốt tròn nha anh em. Cái miệng của nó mở được 22 thì phải. Phải không ta? 22. Ngàm là ngàm 150 ha. Cái bề này nè là 150. Mở miệng ra được cho nó 2 tấc thôi. Ở trên đây nè nó có những cái ba giới hàng nè anh em thấy không? Ba giới hàng nè. Cái này là do là người thợ trước á, bên Nhật á, là chắc là hàng thợ cơ khí á, cho nên người ta để lên đây người ta chấm mát luôn. Ta để cái món hàng người ta cần hàng, người ta để lên đây nè, xong rồi ta chấm mát lên đây nè. Chứ không phải là nó bị nứt dở mà em hàng đâu nha anh em. Đây là những cái dấu này, dấu ba giới hàng thôi. Ta chấm mát lên đây nó dính á. Rồi. Rất là đẹp nha, nước sơn zin nguyên bản luôn. Nặng 30 kg ha. Nó gần không nổi luôn. Đó. À. Nguyên zin hết ha. Không nứt, không bể, không hàng chấp giá gì đâu nha anh. Nè dấu là dấu ba giới hàng thôi. Cục tròn ha. Hoạt động nhẹ nhàng hết. Đó. Zin hết ha. Cái ngàm này anh em lưu ý nè, anh em mua eto á. Đây nè anh em thấy không? Ở bên đây nè, ở bên đây là thuộc về cái eto nè. Còn cái miếng này là cái ngàm của nó nè, miếng này rời ha. Cái dấu số này số 99 này thấy không? Bên này nó cũng là 99 thấy không? Bên này cũng là 99 nè. Tức là cái ngàm này là ngàm zin của nó, chưa phải không phải là ngàm mà thay rồi ha. Có rất nhiều eto người ta mua về mà không có cái ngàm này, hoặc là cái ngàm này nó mớp rồi người ta thay nha anh em. Còn cái ngàm của em là ngàm zin ha. Zin thì không mà nhìn số này nè. Đây là 99 này, 99 là thấy không? Đó. Con này eto Nhật nha anh em. Eto Nhật. 30 kg, ngàm 50, mở miệng 22. Anh em muốn nó khít hay không, anh em kẹp tờ giấy, để tờ giấy vô kẹp thử coi nó khít không, nó dính không. Kim chưa siết nữa nha, nó dính rồi ha, rách luôn ha, chưa có siết nữa nè, ha, rất là khít ha, để tờ giấy vô kẹp là dính. Rồi, con này á, là clip trước á, là em lên 3 triệu 7. Mẹ mà nhận cọc 200 ngàn rồi. Con này với con kia bơm lượt luôn hơi gì nè. Em nhận cọc 200 ngàn rồi mà người ta bỏ cọc ha. Rồi, con này nay em sẽ lên cho anh em lại. Giá là em sẽ trừ 200 ngàn rồi em đã nhận cọc. Con này mã 93. 93, 3 triệu rưỡi ha.
Cái con này nó chỉ bị những cái ba giới hàng chấm 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 chấm, chấm trên hai tô thôi, chứ còn lại là hoàn hảo hết á. Đó chỉ nó xấu thôi nè, chứ còn xài bình thường ha. Con này nó có cái đe ở sau lưng rồi luôn, anh em bỏ lên anh em dọng mà làm đe được luôn. 3,5 triệu, nặng 30 kg là nha nè. Ai dạ. Rồi tiếp theo một con trâu bò nữa đi. Ai dạ. Con này là 27 kg. Con này hôm à quên dán vô cái tô chứ. 93, 3,5 triệu. Con này 94. Đây là con mài hai đá Hitachi ha. Vỏ gan, cử gan. Đá là đá 205 ha. Cái con này cục đá bên đây của nó có cái hõm chính giữa nè. Hôm trước em thấy một anh ở trên mạng đó. Anh mài mấy cái cây ống. Ống ống cần cái đá mà có hõm như vậy nè. Cái em nghĩ là bên bên Nhật nó cũng mài cái gì nó có tròn tròn như vậy nè, nó tạo ra cái hõm này để người ta mài cái cây cây tròn. À, bên đây nó đá này nó bị hõm chính giữa ha, bên đây thì như mới luôn, chưa mòn luôn. Nó còn đầy cái học luôn. Đây là con mài hai đá Hitachi, mã là GBK2, điện 100V ha, 6.5A, 6.5A tức là khoảng 650W. Tại vì B bằng U nhân Y, U là 100V, Y là 6.5 thì nó ra 650W, khoảng 600 đến 650W nha nè. AC 3600 vòng, đá 205 ha, 3600 vòng, công tắc rút anh em ha. Đó. Cử gan, vỏ gan, nặng 27 kg, nước sơn duyên nguyên bản ha. Nước sơn này, nước sơn nó màu, màu này gọi là màu gì ta, nó màu màu giống như màu xám xám vậy anh em, chứ không phải là nó sét đâu nha, nó còn nước sơn nè các bạn. Đây nó màu này nè, đó không biết cái màu đó kêu bằng màu gì, nước sơn dương nguyên bản ha. Rồi test máy Enduro, mấy con này nay lên giá kinh khủng. À, lên Sài Gòn mà ba mua mấy con này nay mua hết nổi. Em mua mấy bãi với miền Tây không á, chứ Sài Gòn bữa nay mua mấy con này hết nổi. Nay em bán bằng giá với Sài Gòn kêu, con này bữa Sài Gòn kêu em giá 3 triệu nè. Chìm ru anh em ha. Chìm như chó thở. Con này là em bao mạnh nha, bao anh em đè không đứng à. Cố tình đè cũng không đứng à. Ai da, ngán dần tùm tùm. Bao đè không đứng nha nè. Im ru. Mày này để anh em 3 triệu bằng giá với bữa bãi nó kêu em. Ai về mấy con này lên giá kinh khủng khiếp. 3 triệu. Mã 94. Mã 94, 3 triệu ha, nặng 27 kg lần nha nè. Vỏ gan, cử gan ha, nguyên zin 100%. Thì cái trớn nó chạy ghê mà nè. Nãy giờ ăn phút rồi, chưa đứng. Ây da. Tiếp theo là một con cưa bạn. Con này dây nguồn tới 8 m. Cưa bàn Makita anh em ha. Lưỡi 255. Đó, lưỡi siêu đẹp luôn. 255. Có thông số không đây? 255 về 2 ly. Con này chắc 60 răng quá. Không mẻ răng nào nha anh em. Không mẻ răng, mẻ một răng. Mẻ có một răng thôi nha anh em. Có cử ha. Cử này anh em có thể giờ tới giờ lui ha. Sang dòng cho anh em xem ha. Dây nguồn đặc biệt, con dây nguồn dài miên man. Cưa Makita.
Đó. Đó. Thấy mà. Đây. Đây là con cưa Makita, mã là 5201 ha. Lưỡi là lưỡi 255 đến 260 mm, điện 100V hàng nội địa Nhật ha. 1130W, 3200 vòng. Con này anh em có thể mở ra nha. Nó có bốn ngóc á, bắt bốn cái chân á. Mở ra lấy cái cưa mình xài cầm tay được luôn ha. Xài cầm tay bình thường. Ây da. Dây nguồn nó 8 mét lận anh em. Rồi. Con này thúc lên hết chưa? Hình như chưa. Đó, thúc lên hết rồi, nó cắt được mấy phân? Cắt được 8 phân. Cắt sâu 8 phân nha anh em. Đó. Cắt sâu 8 phân. Con này nó cao 24. Cao 24 ha. Dài 40. Ngang 34. 24 dài 40, ngang 34. Makita ha, nguyên zin 100%, dây nguồn Makita zin theo máy luôn ha. Dây nguồn 7 8 mét gì đó. Em gu bà gù anh em ha. Con này anh em thì mở bốn ốc này ra, mở bốn ốc này ra, lấy con cưa ra để anh em xài cầm tay luôn. Đó, nó vừa làm cưa bàn vừa mà cầm tay được luôn ha. Rồi dắt cái dây lên đây coi cho nó không lòng thòng anh em. Rồi cưa bàn Makita lưỡi 260, lưỡi zin theo máy là lưỡi 260 ha. Anh em xài gắn lưỡi 255 vẫn được, cắt sâu 8 phân. Có cử ha. Con này có nghiêng không ta? Con này có nghiêng không? Nghiêng được nha anh em, nghiêng 45 độ ha. Con này có nghiêng 45 độ luôn ha. Rồi. Con này mã 95. 95. Con này để anh em 1 triệu 1,6 triệu. Tính ra con này nó rẻ nha anh em. Tại mấy con mà lưỡi 190 đã 1,5 triệu, 1,4 triệu, 1,5 triệu rồi. Con này lưỡi 255 có 1,6 triệu thôi. Tại con này hôm trước em mua giá nó rẻ. Cái con cưa này không lẽ em bán được 1,255 triệu thì bán được 1,2 triệu rồi. Máy cưa không á nha anh em. Khá nặng nha anh em. Nặng mười mấy ký á. Con này bao ship nổi không ta? Kệ đi, chuyển khoản đủ những bao ship, mã 95, giá 1,6 triệu. Ai da. Rồi tiếp theo. Ôi, 95, con này 96. 9 16. Con này là cái thùng đục Makita ha, đục bê tông Makita 0810. Đây Makita này ha. Đó. Nó gồm có 3 mũi đục ha. Một mũi đục dẹp nè. À mũi đục dẹp bự chà bá luôn. Một mũi đục nhọn dài. Dài 25. Cái một mũi đục ngắn ha, là 3 mũi. 3 mũi đục ha. Máy nó đây anh em. Dây nguồn zin 5 mét ha, máy cực kỳ đẹp, hàng đục bê tông mà cỡ này là siêu đẹp rồi, siêu đẹp luôn nha anh em. Đây đục Makita ha, HM0810, điện 100V ha, hàng nội địa Nhật, 1050W, 2900 vòng, mũi 17 ly ha, mũi 17 ly. Con này em bán 110 ha, anh em là cần lên 22 em sẽ hỗ trợ anh em lên 22. Ngoài hình em nó đây ha, siêu đẹp luôn.
À, lâu lắm rồi mới có con đục đẹp vậy. Rồi, cái thùng này á, là em học của mấy anh Nhật ha. Em lót giấy vô cho nó không bị trầy máy này. Nó êm, lúc mình ship nó cũng êm. Rồi, test máy. Chơi cái đục dẹp đi cho nó không bị lủng. Con này mà anh em mà muốn gắn mũi thì em gõ cái này nè nha. Anh em bật bằng tay cũng được, nhưng mà bằng tay thì nó hơi đau tay ha. Đó, mình gõ vậy. Đó, bật tay nó vẫn vô ha. Bao mạnh luôn anh em. Makita này là em bao. Bao bên em đục bao mạnh luôn ha. Nguyên zin hết anh em. Nguyên zin 100%. Dây nguồn zin luôn ha. Dây nguồn zin, thùng zin, mũi zin. Nguyên zin hết. Không biết bỏ đâu vậy. Đó. Full thùng. Full thùng luôn ha. Họ bỏ cái mũi này dưới đây đi. Nó chạy. Nó chạy máy uổng. Đó. Cái này trên đây em cũng để miếng giấy lên trên đây, cái khi mình đậy lại nó không có bị chày ha. Đó, hồi đó em không biết em để nguyên thùng vậy không, không có giấy. Khi xếp tới nơi nó chày. Đó, hai móc khóa đầy đủ ha. Một móc nè. Hai móc nè. Quá đẹp. Rồi, con này mã 96. Thì những cái thùng này nếu mà Hitachi thì em sẽ bán 1,2 triệu, nhưng mà Makita là 1,3 triệu nha anh em. Makita giá nó cao hơn tí. Đó là giá của em ở đây thôi. Với con này mà ở Sài Gòn là phải 7 thôi đã là giá 1,3 triệu tới 1,5 triệu. Lúc về Sài Gòn bán giá cao lắm anh. Lúc này đâu có dám đi Sài Gòn đâu, đi Sài Gòn cũng đâu mua đồ được. Lên lựa cho đã ra kêu giá cũng bỏ lại hết à. Ở Sài Gòn giờ giá ngất ngưỡng. Uống miếng nước anh em, cắt nước. Mấy anh Sài Gòn á là do từ Tết giờ mấy anh không có đồ quán á, mấy anh bỏ tiền ra mấy anh thuê nhà mấy anh lỗ quá rồi. Giờ mấy anh có hàng cái mấy anh kêu giá trên trời mua không nổi nè. Đó mà mình thì mình thông cảm cho người ta kêu giá cao thì mình thông cảm thật, nhưng mà mình mua không nổi thì mua giá đó về mình bán ra không nổi thì sao mà mua. Muốn ủng hộ lắm chứ mà mua không nổi. Còn mấy anh với miền Tây này á, thì cái mặt bằng người ta nó rẻ, nó không mắc như Sài Gòn nữa. Sài Gòn mấy chục triệu, có trăm triệu một tháng, cho nên mấy anh lỗ quá. Còn mấy anh ở Sài Gòn, ở miền Tây này thì nhiều anh thì mặt bằng nhà, nhiều anh thì mặt bằng chừng mấy mấy triệu một tháng à, cho nên người ta ta gồng được, cho nên giờ người ta bán giá cũng có lên, nhưng mà không đến nổi, mà không mua nổi như Sài Gòn. Như con này đi. Con này thùng này thì trước thì giá Sài Gòn nó tầm 1 triệu, 1 triệu tới 1,1 triệu con, tùy đẹp xấu ha, tùy có mũi hay không nữa. Còn bây giờ là 1,3 triệu, 1,5 triệu con, bằng giá em bán ra luôn mà không bao gì hết, tức là mua mù, chưa vệ sinh, chưa gì hết, không có dây. 96, 1,3 triệu đục Makita ha. À, con này mới VIP nè. Con này mới VIP. Đây là con khoan đục. Con khoan đục Hitachi. Con này thì em cũng có bán rồi, nhưng mà trước em bán không được đẹp như con này. Nó gồm con này là hai chức năng ha, vừa khoan vừa đục luôn. Những cái mũi này là máy in gia văn hết nha anh em. Mũi này là mũi 14 nè, 16 nè, 15, 14, 15, 16 ha, ba mũi khoan. À, cái mũi khoan anh mình cũng bỏ vô con máy này luôn, nhưng mà cái mũi khoan nó sẽ khác cái mũi đục nè. Đó, cái chui của mũi đục nó tròn, còn cái chui mũi khoan là nó hình lục giác. Đó, cho nên bỏ vô là nó xoay. Hai mũi đục ha, một dẹp một nhọn. À, một dẹp một nhọn ha. Cái thùng này em cũng
cũng lót giấy nha nè, lót giấy cho nó không chạy. Này là cái tai ha, tai dặn đây. À, đây nó còn một cái nữa là cái mở nắp nhớt, mở nắp nhớt ở đây nè. À, mở cái nắp nhớt để mình châm nhớt ha. Con này như em còn nhớt duyên là em chưa châm luôn. À, dây nguồn Hitachi zin theo máy 5m. Con này cực kỳ mới luôn em, ốc vít cũng 7 màu nên ha, 7 màu hết luôn. À, siêu mới luôn. Đây là khoan đục hai chức năng ha, vừa khoan vừa đục. Nhét mũi đục vô là nó đục mà nhét mũi khoan vô là nó khoan ha. Của Hitachi. Con này nó khoan được mũi tối đa tới 38mm. Cái mũi khoan á, khoan được cái mũi 38mm luôn. Những con khoan bê tông mà vỏ nhựa không bao giờ làm được chuyện này ha. Điện 100V ha, hàng nội điện Nhật 1050W. Tốc của dòng tua của nó là 400 vòng. Mũi thì mũi 17 ly thông dụng thôi. Những cái mũi khoan này anh em mua vẫn có ha. Em xây dòng cho anh em xem ha. Đó nè ha, sơn duyên nguyên bản ha. Siêu mới luôn. Rồi. Test máy. Đây là cái mở nắp nhớt nha anh em. Nắp này nắp nhớt nè. Mở cái nắp này anh em châm nhớt vô đây ha. Em nghe cái hơi ghê không? Rồi, mình nhét mũi vô thì mình đè cái này nè, bấm cái nút này nè. Đó, bấm lên bật cái chữ U ra nè. Đó, thấy không? Bật cái chữ U ra. Giờ nhét mũi khoan vô trước. Đó. Xong cái mình gà lại. Đó. Đó nè, nó xoay không? Nhét mũi khoan vô là nó xoay thôi. Đây, nhét mũi đục vô. Nhét mũi đục vô là nó không xây nha anh em. À, đó. Nó đứng yên là nó không có xây ha. Rồi đục thử. Ây da. Bao mạnh anh em ha. Đây là dòng máy đục mà mạnh nhất trong các dòng 17 ly. Ngày xưa con này mắc tiền lắm anh em. Lúc mà lúc là mấy anh mà đục đá, mấy anh đục đá tảng rồi đá trên núi á, ta đục nguyên ngày luôn á, ta phải săn mấy con này, mấy con đục bê tông bình thường chịu không nổi, phải săn mấy con này. Lúc đó giá của nó cao cực kỳ, giá tại bãi là 3,5 triệu một con. Bây giờ nó mềm. Bây giờ nghề đá hình như người ta không làm nữa hay sao, mà hay là người ta xài cái sáng cái máy múc mà nó có máy đục luôn anh em. Đó, ta xài đục hơi đó chứ không xài đục tay này nữa hay sao đó, người ta không xài nữa. Cho nên giá nó giảm nhiệt xuống. BR3838E. Đục của Hitachi ha. Còn có 3 mũi khoan, 2 mũi đục anh em ha. Tay cầm mũi đục. Mũi khoan nè. Nhét mũi dưới này đi. Đó, 5 mũi ha. Đó, cái thùng ha. Hitachi ha, thùng zin theo máy ha. Cái tay cầm này với lại cái khóa này như bằng inox. Nên nó trắng hoài nó không xét. Rồi, con này em vẫn bán giá bình thường á. Giá mấy lít trước em có lên lâu rồi. Con này mã mấy ta? 97. 97. Giá 1,7 triệu. Đó là giá cũ nha nè. Này thì chỉ có 7 ở dưới em mới bán giá này được thôi, chứ còn ở Sài Gòn là thua. Sài Gòn và mấy con này thua. Giá trên trời không. 97, 1,7 triệu ha. Rồi còn con có trượt nữa không? Cứ trượt này là em lên theo yêu cầu ha. Có anh kia anh kêu lên lại con đó đi, anh cầu rồi anh chốt.
mấy con này nó bự em cũng làm biến lên đó này. Này giá cũ nó còn đâu mà 1,5 triệu nè ha, 4,5 triệu chứ. Này em không ghi mã luôn đi, em để chỉ lên vậy thôi cho anh đó anh coi ha. Đây là con cưa trượt Hitachi C10FS nha anh, lưỡi là lưỡi 255mm ha. Con này nó xoay được 45 độ bên trái, 55 độ bên phải ha. Muốn xoay thì anh mở cái tay ra xoay ha. Đó, xoay rất nhẹ nhàng nha. Đó. Quên nữa. Bắt cái này lên mới thấy chứ. Đó. Xoay rất nhẹ nhàng ha. Đó, tới độ nó sẽ có nhảy bi, có tiếng nhảy bi. Tới 0 độ, 15 độ, 45 độ, 30 độ nên có tiếng nhảy bi. Đó, xong rồi khóa lại. Rồi, cái đây là khóa trượt ha. Hành trình trượt của nó là 32 xăng anh ha, tức là từ đây cho tới vô tới đây là 32 xăng. Rất nhẹ nhàng ha. Rồi, khóa lại. Con này nó có kẹp phôi ha, cử kẹp phôi. Có túi bụi ha, túi bụi zin theo máy ha, cử zin luôn. Con này nó nghiêng được 45 độ hai bên. Muốn nghiêng á thì anh mở cái tay này ra nè. Đó, nghiêng 45 độ bên đây nè. Đó, còn muốn nghiêng 45 độ bên đây anh em phải rút cái chốt. Sau này nó có cái chốt nè. Đó, phải rút cái chốt này ra nó mới nghiêng qua bên đây được. Đó. Dựng nó đứng nó lên thì anh em đè chốt này vô, bật nó lại. Rồi khóa lại thôi. Rồi. Nghiêng được hai bên ha. Đây là con Hitachi C10FS điện 100V ha. Hàng nội địa Nhật, 1400W, 3800 vòng. Mở cái cổ lên à, đây nó có nút, mở cổ lên ha. Rất mới nha, con này siêu mới không ha. Có thắng từ anh ha. Mở trượt ra nè. Rồi, hoạt động hoàn hảo. Rồi, con này giá 4,5 triệu nha anh. 4,5 triệu ha. 4,5 triệu chuyển khoản đủ em vẫn bao ship ha. Con này hoạt động nhẹ nhàng hết á. Đó, rất nhẹ ha. Trượt nhẹ nhàng, xoay nhẹ nhàng ha. Xoay vòng cho anh con luôn. Đó. Ngay. 4,5 triệu anh ha. Rồi em kết thúc clip đây ha. Lúc mà em còn được nhiều đồ lắm mà đồ chưa về kịp anh em. Em không có lên clip kịp. Chắc khoảng thứ tư, thứ năm gì em lên clip nữa. Clip đó có mấy con bắn đinh. Bữa mấy anh dặn bắn đinh quá trời. Clip đó em có nhiều 4-5 con bắn đinh gì đó. Cái khoan bàn, khoan bàn 6 tấc. Rồi em kết thúc clip đây ha. Anh em nào ưng con nào thì chụp màn hình gửi em ha. Gửi bên Zalo hoặc là gọi điện trực tiếp. Số điện thoại em chỉ có một thôi. 0397 146414. Rồi, chào anh em, hẹn anh em lại clip sau.